sinh nhật của anh Dung. Nào, chúng ta cùng hát một bài chúc mừng sinh nhật cho anh Dung nha. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi, bây giờ anh Dung hãy nhắm mắt lại và ước một điều ước. Thì điều ước sẽ thành sự thật nha. Nào, chúng ta cùng nhắm mắt. Trời, sao con cầu lớn vậy? Bánh anh bành sao ngon? Làm đổ đồ của người ta, đứng chỉ như vậy. Đứng yên, ta bắt. Bắt cái gì? Con heo. Đem tiền cho người ta. Nhiều. 30 ngàn. 30 ngàn. Nghi ngờ hả? Đừng biết nó chạy. Nó chạy rồi, trời ơi. Ủa, nó chơi cái này là chơi cái gì vậy? Nó chơi Pokemon đó. Em hết chơi này có lợi gì đâu. Trời ơi, em coi TV hoài nè, 30 giây cảnh giác nè, chết mấy người rồi. Giống như cha này nè. Ủa, ông mất đi rồi, ông mất 30 ngàn rồi. Ai biểu mày nhiều chuyện, đi về. Cái gì vậy trời? Mày làm gì vậy? Bắt buộc ngon. Tao cũng bắt Pokemon. Mày bắt con gì? Tao bắt con voi. Voi đâu? Bắt không chưa? Nó chạy mất rồi. Đừng em. Tao cũng bắt. Đừng có nhảy nữa. Mày đừng có nhảy nữa. Mày hả mày? Dính rồi. Con chuột hả? Ừ. Mày mới bắt con chuột. Đúng vậy. Mất dạy. Dạy. Tao về mày nói con chuột ơi mất dạy. Trời ơi là dạy. Cái tao nó chút bé nó giả đau thấy mẹ luôn à. Mày biết bắt Pokemon, tao biết bắt Pokemon mà. Quý mô nhọn. Đứng im, đứng im. Đây 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 đây. Mày không bắt được mỏ nhọn kia, bắt được mỏ nhọn này. Đứng im. Trời ơi. Trời ơi. Không thấy Pokemon mà thấy cây ba vậy chứ. Bà nội cha cái nhà xây cái cột cũng xây để qua đây chi trời. Xong xây tuốt trong nhà đi. Ê. Có sao không? Có sao không? Đó, thấy chưa? Em nói mà, nguy hiểm thấy chưa? Bệnh gì không anh? Đầu có bị gì không? Cô tôi bị sơ sát gì không? Có bị gì không? Bị đói. Gì vậy? Tôi đi 2-3 ngày nay tôi chơi, tôi bắt con này con kia. Tôi không ăn, tôi bị đói. Trời ơi, làm tôi hết hồn. Làm ơn chở tôi về nhà giùm tôi. Trời ơi, cái trò chơi này mấy bữa nay ở trên đài ta thông báo chơi đi giữa đường nguy hiểm lắm.
Điện thoại tôi đâu? Đây, 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 trời. Nè, đây. Trời ơi, cha. Trả nhớ trả 30 ngàn nha, bị tham lam. Không có bể không đây? Không có đâu, không có đâu. Tính bạn không lo, lo cái điện thoại không à. Có thèm gì đi ăn đi. Tôi nói rồi, cái trò này nguy hiểm lắm, không có ra đường mà chơi được đâu. Bỏ đi. Đúng rồi, đó, đừng có chơi nữa. Tôi biết rồi, từ đây sắp tới tôi bỏ luôn rồi. Đó, đó. Ở đây bụng quá sao ta? Trời ơi, món ổ, món ổ. Mất tiêu luôn rồi. Dạ. Cái gì? Bà có duyên rồi, bà đẹp nữa. Sao giờ đây bà còn ở giá vậy bà? Ai nói ông tôi ở giá? Tại vì tôi còn nhỏ cho nên chưa muốn lấy chồng với cha. Nhiều tuổi vậy bà nhỏ? 19. Bà vừa 19, chắc bà ngoại tôi 20 quá. Ủi vậy, cái thứ gì? Cái thứ gì? Nói đàng hoàng. Thứ đồ vô duyên ra đường ai cũng ghét. Tại tôi đẹp trai nên họ ghét tôi chứ gì. Nhìn ông thấy gương ai nói ông đẹp trai. Nếu không đẹp trai sao nhìn tôi mà bà. Cái giọng cười ông nghe biết là dê gai. Thì có dê ai cũng không đến cái lượt bà. Đầu trên sân dưới ai thấy cũng đánh xa. Họ ganh ghét tôi vì thấy tôi quá khó tài. Ôi, đám cưới người ta không mời ông cũng tới. Mới có một tuần hai đứa nó ly hôn. Trời ơi, tôi có nói gì đâu, chỉ nói là đám cưới. Làm chi linh đình biết ở được bao lâu. Nhà cháy thành cho được tại do phong thủy. Chơi cái già chần dần mà cái cửa có tí teo. Lỡ ông có chuyện gì làm sao khi cái vuông vuông vô ra cho nó lọ. Thế người vô duyên là cái mỏ dài hai tấc. Cái mỏ thì chù chù đêm bà tiếp tôi chứ gì. Cầu trời cầu đất mau rước ông sớm giùm tôi. Nếu ông rước tôi thì cũng rước luôn.